do Liên hiệp khoa học UEA chủ trì tổ chức, và bác Vũ Thế Khanh, tiến sĩ Vũ Thế Khanh ấy là tổng giám đốc Liên hiệp UEA thì cũng đã có bài phát biểu rất nhiều nội dung như bác Vũ Anh cũng đã vừa nói, thì trong đó có một nội dung ấy là có liên quan đến Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Và hôm nay thì cũng nhân cái sự kiện này thì Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ấy cũng có kết hợp là vừa như các vị vừa nghe là câu lạc bộ Người Hiền Vì An Sinh Xã Hội do Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ra quyết định thành lập thì tổ chức ra mắt luôn trong cái sự kiện ngày hôm nay. Thì thưa các quý vị đại biểu ấy, là Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ấy mà hôm nay có sự hiện diện của bác Vũ Anh đây. Bác Vũ Anh ấy là một con người vô cùng tâm huyết, bác năm nay cao tuổi rồi. Và Bộ Chính trị Ban Bí thư thì cũng đề nghị bác là cũng nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Bác là một trong những người sáng lập ra Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, là Chủ tịch Trung ương Hội nhiệm kỳ 1, và hiện nay bác vẫn đang là Chủ tịch danh dự. Hội tôn vinh bác là Chủ tịch danh dự của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Thì hội này là một tổ chức xã hội và được ra đời theo tinh thần của nghị quyết 46 của Bộ Chính trị cách đây hơn 10 năm. Và như chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy rằng là vừa mới cách đây được khoảng 2 tháng thôi thì hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa cho ra đời ban hành nghị quyết số 20. Nội dung của nó là về giáo dục chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thì điều đó cho chúng ta thấy một điều là việc quan tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, việc quan tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung là một mối quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một sự nghiệp vô cùng to lớn và lâu dài, có thể nói là trường tồn cùng dân tộc. Và do vậy thì Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ra đời có đặt ra tôn chỉ mục đích là giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Và để làm được điều đó thì câu đầu tiên trong tôn chỉ mục đích của hội mong muốn là tất cả cộng đồng chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực để làm cái sự nghiệp đó. Thưa các quý vị đại biểu, sự nghiệp thì hết sức là to lớn, hết sức là rộng rãi, và tôn chỉ mục đích của hội thì cũng rất là rõ ràng. Thậm chí trong đó là còn có cả một nội dung hết sức sâu sắc mà bác Vũ Anh cũng vừa mới nêu lại với chúng ta. Trong hội này cũng có một cái đơn vị đầu mối là Viện Nghiên cứu Phát triển Tiềm năng Con người, tức là nghiên cứu về vấn đề con người chúng ta, một sinh linh được sinh ra cần phải được quan tâm, cần phải được chăm sóc và thậm chí cần được giáo dục từ ở trong thai. Và cái giai đoạn của mỗi một con người ấy, trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là một cái giai đoạn vô cùng quan trọng. Thế giới người ta cũng nghiên cứu về vấn đề này từ lâu rồi, và cái lý thuyết này bây giờ đang được nghiên cứu ở trong đất nước của chúng ta. Trong Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam thì có một cái viện nghiên cứu về vấn đề này do giáo sư Nguyễn Võ Kỳ Anh làm viện trưởng. Và khi chúng tôi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì Phó Thủ tướng hết sức hoan nghênh với cái nội dung này, và nhiều lần đồng chí Phó Thủ tướng nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo của Bộ Giáo dục cùng ngồi dự trong cái hội nghị đó là phải quan tâm đến vấn đề này và đưa cái nội dung này vào trong cái nội dung chương trình đào tạo giáo dục của ngành giáo dục. Thì nói như thế để muốn báo cáo với quý vị đại biểu rằng là cái nội dung hay là cái tôn chỉ mục đích của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ấy là đồng tâm hiệp lực mà quan tâm đến việc giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhưng mà bao gồm trong suốt cái quãng đời của mỗi một con người từ 0 đến 6 tuổi, rồi là ở cái tuổi thanh niên, rồi đến người cao tuổi. Trong Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam có cả một cái dự án là chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Thưa các quý vị, là mình nói chăm sóc người cao tuổi là cái mối quan tâm chung, Đảng Nhà nước còn có ủy ban về người cao tuổi. Nhưng mà cái dự án đấy của hội đưa ra thì anh em người ta nói là chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng cơ. Đấy cũng là một sáng kiến, chúng tôi đánh giá cũng là một sáng kiến, và cái việc này cũng đã được báo cáo với chính phủ cũng như là với Bộ Y tế. Và trong một trong những chương trình, thưa các quý vị, là một trong những chương trình lớn của không chỉ riêng ngành y tế mà là trong chương trình hành động của chính phủ để thực hiện nghị quyết 20 của Trung ương Đảng hiện nay ấy,
có một cái nội hàm, một nội dung rất lớn, tức là xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Điều đó để nói lên rằng là cái công tác y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng phải bắt đầu từ cơ sở, chứ không phải chúng ta đợi lúc người ta ốm thì đưa vào bệnh viện mới chăm sóc. Từ cơ sở tức là từ ở thôn bản xã phường, từ cơ sở tức là những trạm xá, những trạm y tế ở xã phường và thôn bản phải được quan tâm, phải được xây dựng và phải được phát triển. Đấy là một cái nội dung rất lớn mà Đảng và Nhà nước quan tâm. Chương trình hành động của Chính phủ là có cái nội dung này, và Bộ Y tế thì bây giờ cũng đang là xây dựng cái gọi là thí điểm để làm ở một số địa phương, địa bàn, tất nhiên là bằng nguồn vốn ngân sách. Còn Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam thì chúng tôi trong họp trong lãnh đạo Trung ương hội thì cũng quan tâm đến cái việc này, nhưng mình không có ngân sách, nhưng mình làm thế nào. Cũng rất mừng là trong tinh thần của nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì cũng đã chỉ ra rất rõ cái quan điểm và cái chủ trương chung ấy là khuyến khích các nguồn lực để tham gia vào cái công việc này, tham gia vào cái việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở này. Khuyến khích các nguồn lực, nhưng mà nguồn lực thì không phải chỉ có từ ngân sách. Tôi không có gì lời nhiều, và bác Vũ Thế Khanh thì cũng đã nói nhiều về hội này rồi. Tôi chỉ muốn nói một đôi lời với quý vị đại biểu rằng là Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam với tôn chỉ mục đích như thế, và trong cái quá trình hoạt động ấy thì chúng tôi cũng thấy rằng là Liên hiệp OIA thực sự là qua 25 năm phát triển và trưởng thành ấy, cái lực lượng của OIA, phương hướng hoạt động của OIA cũng rất gần, rất là gắn bó, rất là gần gũi với tôn chỉ mục đích của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Và cũng chính vì vậy mà chúng tôi cũng mời bác Vũ Thế Khanh là tham gia vào với lại Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ngay trong nhiệm kỳ 2 này, và được tín nhiệm Trung ương hội cử làm trưởng ban công tác hội viên, tức là ban tổ chức đấy. Chúng tôi cũng học tập ở Quốc hội gọi là ban công tác hội viên thì cái nội hàm nó rộng lớn hơn, chứ không phải chỉ tổ chức là kết nạp được khai trừ, mà phải qua công tác hội viên, tức là quan tâm giữ mối liên hệ với hội viên. Là cũng bởi một phần là trong OIA và cái phương châm hoạt động của OIA có một cái mảng rất rộng lớn là chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và đặc biệt hơn nữa ấy là nội dung và phương pháp chăm sóc ấy chủ yếu là không dùng thuốc, chủ yếu là chủ động nâng cao sức khỏe, chủ động ngăn ngừa bệnh tật. Cái đó rất là phương hướng ấy rất là quan trọng, rất là đúng. Mình chủ động nâng cao sức khỏe của mình, chủ động đẩy lùi bệnh tật thì đương nhiên là cũng là giảm về chi phí về ngân sách, đương nhiên cũng là giảm về quá tải ở bệnh viện. Và cái điều quan trọng hơn nữa là làm cho cộng đồng nhận thức được đấy, cái công việc đó, cái hoạt động đó là từ mỗi một chúng ta, mỗi một con người, chứ cái là từ chính mình. Mình phải làm sao, mình phải hoạt động như thế nào đấy, mình tập luyện theo phương pháp nào đấy để mà chủ động đẩy lùi bệnh tật ở chính trong cái cơ thể của mình. Mà làm được ấy, làm hay ấy, mình giúp đỡ người khác ấy. Tôi cũng đã có dịp được đi dự một số cái đại hội của hội đấy, hội ở cấp tỉnh, mà lại cấp trên là một trung tâm ở trong Liên hiệp OIA, dưỡng sinh tâm thể ở Lai Châu, tâm năng dưỡng sinh ở Hà Nội. Rồi hôm nọ là gặp các vị là các cái trưởng môn phái về năng lực sinh học, năng lực cảm xạ, rồi là khí công nữa, dưỡng sinh, thì những cái phương pháp ấy rất là tốt, và đều là hướng theo một cái tôn chỉ mục đích ấy là chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Và một điều rất mừng nữa là các vị lãnh đạo ở những cái hội cơ sở đấy, ở địa phương đấy, thì các vị cũng tự nguyện xin gia nhập làm thành viên của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Bác Vũ Thế Khanh vừa mới nói cái điều này rồi, tôi không muốn nói lại, bởi vì cũng không phải rằng là mình phải làm một cái việc gì nó khó hiểu, hoặc làm một cái việc gì đấy mà nó khó khăn phức tạp gì, mà ở đây có một cái điều là tôn chỉ mục đích của chúng ta, phương hướng hành động của chúng ta nó gần với nhau, nó gắn với nhau.
thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể và cần thiết đồng hành với nhau, có tiếng nói chung với nhau để mà cùng thực hiện một cái sự nghiệp hết sức lớn lao, hết sức to lớn mà Đảng, Nhà nước cũng quan tâm và đã đề ra từ trong nghị quyết 46 của Bộ Chính trị cách đây hơn 10 năm và ngay trong nghị quyết 20 của Trung ương vừa mới ở đây cũng lại nhắc lại là giáo dục chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là chúng ta đã gặp nhau rồi và chúng ta tiếp tục đồng hành. Như lời của bác Quang vừa nói ấy, là làm sao cho cái sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nghị quyết của Trung ương đề ra thì chúng ta ngày một được đẩy mạnh hơn. Ngày một được đẩy mạnh hơn. Không chỉ là Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam lớn mạnh hơn mà tất cả các tổ chức cũng như là tất cả các cá nhân chúng ta đi theo cái tôn chỉ mục đích đó thì ngay cá nhân mình, bản thân mình cũng là cái sức khỏe đó đã tốt hơn rồi, tổ chức ta lớn mạnh hơn rồi. Đấy là mong muốn, tôi nghĩ rằng là tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả các quý vị đại biểu, hy vọng là đấy là cái điều suy nghĩ và là mong muốn của tất cả chúng ta. Và lời cuối cùng thì nhân dịp với là năm mới, xuân mới, năm Mậu Tuất sắp đến, Đinh Dậu sắp qua, cho phép tôi thay mặt Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam xin gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các thầy thuốc, các thầy giáo, các nhà khoa học, các quý vị quan khách có mặt ở đây hôm nay, xin gửi tới bác Vũ Oanh cùng tất cả các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Trên 30 các cái tổ chức, các trung tâm, các viện nghiên cứu, các học viện. Nhưng trong buổi lễ này, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ chỉ đưa ra một hai lời phát biểu đại diện cho các trung tâm đó. Chúng tôi xin mời bác sĩ Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Ống huyệt Thập chỉ Nhân tâm sẽ lên phát biểu đây là. Kính thưa các chú bác, các anh chị, tôi vừa nghe cái bác Hồng Quân nói mấy lời tôi rất là xúc động. Bởi vì hôm nay tôi cũng dự định nói một vài chuyện, nhưng mà tại vì cái chuyện bác Hồng Quân nói đó, thì lại dính dáng với cái công việc của tôi. Thì việc trước đây á, là lúc còn công tác ở bệnh viện á, thì tôi được cô Thúy Ba, Thứ trưởng Bộ Y tế, và cụ thể là giáo sư Bùi Chí Hiếu, giao cho tôi một cái nhiệm vụ là đi xuống cơ sở làm cái công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, và tôi đã làm thành công. Do đó là tôi có một ít kinh nghiệm trong cái việc mà làm cái sức khỏe cộng đồng là trước đây hơn 20 năm. Cho nên khi mà tôi thừa kế cái phương pháp của bà Huỳnh Thị Lịch là phương pháp thập chỉ liên ta thập thủ đạo đó, mà tôi sau này thành phương pháp thập chỉ liên tâm, và chỉ mới có 5 năm thôi mà tôi đã phát triển khắp cả nước và phát triển khắp thế giới. Hiện nay ở Pháp ấy, thì có 3 cơ sở của tôi, một là Paris, hai là Marseille, ba là Bordeaux. Còn ở Đức ấy, thì có Phan Thuộc, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin. Còn ở Ba Lan thì có Warsaw, ở Tiệp thì có Praha và Dubai, rồi Slovakia, rồi Hungary. Đó là ở các nước ở bên châu Âu, và chuẩn bị sắp tới tôi sẽ phát triển qua tới Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển. Còn ở Mỹ thì vừa rồi tôi đã tổ chức được 3 nơi là Houston, Alabama, rồi Austin. Và sắp tới nữa, còn ở Úc ấy, thì tôi đã mở ra 2 cái trung tâm lớn ở Melbourne và Sydney. Và tháng 3 này là đầu tháng 3 tôi sẽ tổ chức một cái
nơi nữa là ở Hawaii, và tháng 4 tôi sẽ mở tổ chức ở ở Nhật. Còn tháng 5, 6, 7 gì đó thì có khả năng là tôi sẽ mở rất là nhiều nơi ở bên nước Mỹ. Nhưng mà cái điều mà làm cho tôi băn khoăn á, là tôi đã mở đi rất là nhiều nơi, mà ở đất nước mình thì tôi chỉ có hai điểm chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và muốn mà phát triển ra ở các tỉnh thật là khó, tại vì các ngành y tế, các sở y tế của các tỉnh á, người ta không chấp nhận. Cho nên á, là vừa rồi á, là tôi có tổ chức rất là nhiều lần, muốn tổ chức rất nhiều lần ở ở Bến Tre, nhưng mà đều bị ngăn chặn hết. Và họ hình như sợ rằng là đem cái sức khỏe đến cho dân là một cái gì đó là tai hại sao đó, mà cái đó điều đó làm tôi rất là buồn. Thì tôi có về làm việc với quận Tân Bình, thì tôi mới có một cái cách là làm việc làm sao cho tổ chức ra cho cộng đồng được, thì tôi phải tự động đi là liên hệ với chữ thập đỏ. Cho nên tôi lẽ có lẽ qua vấn đề này thì đề nghị bác Hồng Quân mình sẽ bàn với chữ thập đỏ, tại vì á, chữ thập đỏ họ có sẵn một cái đội quân khắp nước rồi, và mình chỉ có nhiệm vụ đào tạo cho chữ thập đỏ. Bây giờ tôi á, là tôi đào tạo cho quận Tân Bình, rồi tôi đào tạo cho các phường của ở quận Tân Bình, và những cái em mà họ học mà học của tôi đó chỉ mất có trong vòng 5-10 ngày thì nó có thể phục vụ được cho bà con hết rồi. Mà cái điều này á, là mình có thể làm được trong khả năng của mình mà không tốn kém bất cứ một đồng nào, bởi vì mình bỏ cái công sức ra để mình làm thôi. Thì tôi nghĩ rằng qua cái buổi tổng kết này, mong rằng bác Quân sẽ cùng với chúng tôi để mà trao đổi với chữ thập đỏ Việt Nam, và mình phát triển theo hướng đó thì sẽ giúp rất nhiều cho bà con mình. Nếu mà nó thực tế, và những cái gì mà tôi làm á, ở trên thế giới á, thì tôi nói thật á, là tôi đi đến các nước á, tôi nói tôi đến tôi làm với các anh là tại chúng tôi làm được những điều mà các anh không làm được. Cái đó là tôi dám nói, tại vì có những cái là Tây y chưa có thể giải quyết được, mà đó là một cái phương pháp không dùng thuốc thôi. Hôm nay có anh Long ở Paris, hồi trước tôi đi sang làm việc ở Paris thì anh cũng biết đó. Và bà con hưởng ứng rất lớn. Nhưng mà tôi có một cái đặc điểm là ở Paris thì không biết anh Long còn nhớ, có lần tôi làm việc ở ngay nhà văn hóa mà do anh Long làm việc đó, thì 30 bác sĩ do tôi dạy lớp căn bản xong rồi, họ mới ngồi họ nói chuyện nhau. Họ nói Việt Nam có một cái phương pháp hay như vậy mà đi dạy miễn phí, tụi mình bây giờ học thêm nữa để làm tiền. Tôi lập tức ngưng ngay, tôi không làm nữa. Tôi nói tôi dạy lớp căn bản thôi, nâng cao lên tôi cũng dạy. Và tôi đi đến Berlin thì cái bệnh viện Press là một cái bệnh viện lớn của phục hồi chức năng, họ mời tôi đến và tôi làm cho bệnh viện coi. Và cuối cùng là ban giám đốc mời tôi dạy cho bệnh viện, tôi không dạy. Tôi nói ở Việt Nam tôi chưa phổ biến thì tôi không dạy cho cái người ngoại quốc. Và ngay ở Ba Lan, ngay ở bên Tiệp cũng đề nghị tôi dạy cho người ngoại quốc mà tôi chưa có dạy đó. Và khi tôi sang Mỹ tôi nói chỉ dạy cho cộng đồng Việt Nam, tôi không dạy cho người Mỹ. Thế thì họ nói tại sao như vậy? Tôi nói không, tôi phục vụ cho người Việt, tôi không phục vụ cho người ngoại quốc. Do đó là tôi rất hy vọng rằng là cái phương pháp đơn giản mà có hiệu quả của thập chỉ liên tâm được phát triển trong nước qua cái hệ thống của chăm sóc sức khỏe cộng đồng với cái chữ thập đỏ, thì chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Rồi trước khi mà dứt lời á, chắc có lẽ bữa nay tôi nói cũng hơi nhiều chút xíu, cho tìm một phút. Là tại vì hôm nay á, là tôi muốn phổ biến một cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Tức là vừa rồi á, là cách đây 5-6 tháng là tôi áp dụng một cái phương pháp cực kỳ đơn giản mà bản thân của tôi á, là huyết áp cao, cholesterol máu cao, gan nhiễm mỡ, men gan cao, và đặc biệt là acid uric cao, bị tôi bị gút. Mà tôi chỉ áp dụng một phương pháp nhỏ thôi, đó là phương pháp trường đá nóng ở vùng gan. Mọi người nhìn cái cặp đá chỉ đơn giản như vậy thôi,
Và cái thứ hai nữa là hốt không khí. Mọi người thường là nghe người Nhật trong báo nói, người Nhật họ nói là cái phương pháp thở làm cho ốm, nhưng mà họ không nói rõ. Thực ra nó chỉ đơn giản là gì? Hốt thật mạnh bằng miệng và thở ra từ từ và đi từ từ thôi. Và mỗi buổi sáng chỉ cần hốt 90 cái thôi thì là cái bụng của mình mở, mình nó sẽ tiêu. Và tôi làm trong vòng 5-6 tháng tôi đã mất được 12 kg. Ở đây rất là nhiều người trong hội trường này biết tôi. Ngày xưa là bụng tôi to, cho nên mọi người cứ nói ông dạy người ta một bụng ông bự vậy sao mà ông dạy. Nhưng mà bây giờ có rồi, tôi chỉ cần chôn đá và hốt không khí thì bụng gọn ngày lại ngang. Mà riêng cái gối đó bây giờ tôi không còn sợ tôm cua nữa, tôi ăn tỉnh queo. Và chắc có lẽ để cho mọi người thấy hiệu quả đó, tôi sẽ cho mọi người nhìn cái bụng của tôi chút. Ở đây nhiều người biết cái bụng tôi to lắm rồi. Và bây giờ chỉ có đơn giản vậy thôi. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.